chứ ông đánh anh. Anh nhắc tôi đâu vậy? Khách sạn. Anh nghĩ tôi là cái gì mà anh nhắc tôi lên đây vậy? Số lớn mà em. Cuộc đời này không ai cho không ai cái gì đâu. Tôi nói cho anh biết nha, tôi yêu ca hát, tôi muốn được hát, nhưng mà không phải bằng mọi giá đâu á. Thì anh đang dìu dắt em nè. Dìu dắt cái kiểu này hả? Chuyện nó là vậy đó. Chết tôi rồi. Chị nữ. Chị nữ. Ngài. Cho em gọi điện thoại chút đi. Cà sắp hết. Alo. Dạ, em chào anh Tân. Dạ, em là Tiên Hương nè anh. Dạ, hôm bữa anh có kêu em là 3 ngày gọi lại cho anh để bàn kế hoạch tập hát với anh Khải Phong á. Dạ. Dạ, em biết rồi. Dạ, em sẽ đến đúng giờ. Em cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Nè, trả điện thoại trên này nha. Nó có chút xíu. Này nha, đi. Chị ai vậy? Thì em nói chuyện với người mời em tham gia biểu diễn. Ai vậy? Ca sĩ Khải Phong. Kệ đi chứ. Ý, anh Khải Phong, anh nổi tiếng lắm đó. Hay là chị đi theo để bảo vệ em nha. Ừ, không, không cho. Em tự đi mình được rồi. Ừ. Biết gì em cho mượn điện thoại. Xấu tính à. Đi đi. Chơi có cần cho người ta biết em làm tiếp thị dầu ăn không? Quên mất. Anh đợi chút em thay đồ nha. Nhanh lên. Vậy đó.
tôi là Huy.